là doanh nghiệp tiên phong cho xu hướng làm đẹp tự nhiên, an toàn từ hoa hồng Bulgari và lan tỏa tình yêu, tinh thần lạc quan, tích cực cho tất cả các chị em phụ nữ Việt Nam, Rosa Beauty đã có mặt tại Quảng Ninh. Với những dòng sản phẩm đa dạng có thành phần 100% từ hoa hồng Rosa Damascera, hàng nghìn phụ nữ Việt Nam đã cảm nhận làn da và cơ thể luôn tràn ngập trong hương thơm và năng lượng. Giờ đây, những người phụ nữ của thành phố bên bờ vịnh cũng sẽ được trải nghiệm Rosa Damascera, một trong những loài hoa độc đáo nhất đến từ xứ sở hoa hồng Bulgari với chất lượng tinh dầu và công dụng thuộc top đầu thế giới. Những dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể và sắc đẹp như gel rửa mặt, mặt nạ dưỡng da, serum, kem chống lão hóa, kem dưỡng mắt chắc chắn sẽ mang tới những trải nghiệm tuyệt vời cho phái đẹp. Rosa Beauty cũng cung cấp dòng sản phẩm chuyên biệt cho phái mạnh như dầu gội hay sữa tắm cùng những sản phẩm gia dụng mới lạ độc đáo. Hiện Rosa Beauty đang trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại quầy hàng số 158-159, hội chợ Âu Quốc Quảng Ninh. Hãy đến với Rosa Beauty để trải nghiệm những tinh túy của đất nước hoa hồng.